Thưa quý vị, tiêu chí của người mới ta đã trở thành ý tưởng cho nhiều người muốn chia sẻ vật dụng quần áo cũ nhưng vẫn còn sử dụng được cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ đây, nhiều tủ quần áo, gian hàng quần áo không đồng đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai. Những chiếc quần jean, quần short, áo sơ mi đến những chiếc váy xinh xắn có giá không đồng đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình ngày mới sáng nay. Gian hàng quần áo không đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ thành lập đầu năm 2023 là nơi kết nối giữa người cho và người nhận các món đồ bình dị này. Cán bộ hội viên phụ nữ xã đã vận động tuyên truyền bạn bè người thân cả trong và ngoài địa phương hỗ trợ trao tặng quần áo cho gian hàng không đồng. Sau khi nhận quần áo, các chị sẽ tập hợp, giặt giũ, phân loại, là ủi và xếp gọn gàng rồi trưng bày để người có nhu cầu đến lựa chọn. Mô hình này thì cũng hỗ trợ cho bà con ở địa phương cũng như là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới để lựa chọn những bộ quần áo mình ưa thích và sử dụng để góp phần cho giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Thì cô cũng có vận động là mấy chị em trong tổ để quyên góp những cái đồ ấy của các chị đó. Người ta có đồ dư hay là người ta mặc chạc đồ đó thì là đem đến rồi cô đem vô đây cho hội để cho những người nghèo. Gần một năm qua, đã có hàng trăm lao động nghèo trên địa bàn xã Long Mỹ tìm đến gian hàng không đồng của Hội Phụ nữ xã để tìm những bộ quần áo, giày dép ưng ý mang về sử dụng. Cái mẫu mã đồ thì cũng đẹp, khang trang, đủ lứa tuổi hết. Nhỏ cũng có, lớn cũng có, mà hạng như cô cũng có luôn. Ai có thì cho, ai cần thì lấy. Ngôi nhà không đồng tại ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc thường xuyên có người lui tới tặng và nhận quần áo. Gần một năm qua, tủ quần áo từ thiện này cứ vơi rồi lại đầy bởi những tấm lòng trang chứa yêu thương. Đa phần là những chiếc quần áo mà chủ nhân ban đầu của chúng thấy không còn phù hợp với mình nữa hay ít khi dùng tới nên mang đến ủng hộ. Khoảng 30 đến 40 lượt mỗi ngày. Thì cái số lượng quần áo thì thông qua các cái chương trình Zalo, Facebook, qua các cái kênh tuyên truyền thì mọi người biết đến và người ta sẽ tự động mang tới. Ngoài cái quần áo thì đến mùa học sinh thì có các cái dụng cụ học sinh, học tập, quần áo học sinh, giày dép, xe đạp. Ngoài cái đó thì có nồi cơm điện, một số người cũng mang những cái nhu yếu phẩm tới nữa. Lấy 7 lần rồi. Ở đây nhiều đồ đẹp thì mấy người lại hồi phụ nữ giúp đỡ mấy người là cái nghèo cái đấy cái khác tôi thành thật cảm ơn, đồ cũng đẹp. Những bộ đồ cũ nhưng chân tình của người trao không bao giờ cũ, bởi tất cả đều mong muốn phần nào san sẻ bớt gánh nặng, mang đến niềm vui cho những người còn khó khăn vất vả.